Mua app Liên Minh hoặc Liên Quân tại appvip247.com. Lấy tạm tiền bet đi. Thính kê lấy thẻ vàng luôn chứ. Trả lời Facebook. Cái nào mua cũng được anh. Anh Dream donate nhiều quá, ngại quá anh em ạ. Để xem được con Lulu để hút khổng lồ hóa. Brand với Leona là hộ vệ. Brand ô vệ có mấy tướng nhỉ? Có 3 tướng à? Leona, Braum với cả con ấy à? The dark should fear me. Con này đang hai xạ à, một độc nữa. Thế mình sẽ úp luôn cái cùng đao Gusu cho con V này. Ok. Xem đã anh em, khi nào mà bọn tem bạn ấy nó mà nhiều phép quá ấy thì mình sẽ chơi hệ rồng. Tem bạn nhiều sát thủ thì chơi gì đấy, ra thêm một đồ đi mà, ra thêm một đồ đi mà không ra luôn. Tên này không có gì lấy cả. Cho tạm thanh niên này cái cục máu. Ok, vậy đi. Chơi 4 tướng luôn vậy. Rồi sao, tính nghe bắt bên của mình mất rồi. Ui, vẫn không lại thì như này nào. Thì chơi 2 sát thủ cơ. Có một bên, có một double. Mình không chơi Madagascar. Mình không chơi Madagascar nha anh em. Thanh niên nhiều giáp vậy. Anh em nhìn thanh niên nhiều giáp, nhiều giáp không? Không, thanh niên này này. Ghê vậy. Kinh. Bá vậy. Xong rồi.
Tính kế mạnh vậy ta. Ok, mình sẽ thua luôn trận này đi. Mình sẽ không cho này ra. Mình thua luôn trận này, mình cố gắng được best bà. Best bà. Mà đừng có thua nặng quá là được. Nó sợ tự nhiên cho Hazik vào vậy. Đủ lên vẫn thua. Mày quá. Mà thua hơi nặng. Nó bắn mình hơi nhiều máu. Tân rồi, Tân đi, chúng ta đi nhặt đồ này. Mình đâu rồi? Trời, xong lấy giọt nước bắt đầu. Chờ lấy nhầm rồi. Lấy thằng ấy mới đúng, thằng Sen mới đúng. Nhưng Sen nó bán lãi hơn. Xem nó bán lãi hơn một đồng. Darius. Ok. Chưa đủ 20 đồng. Anh Grim là tặng skin ngẫu nhiên nha anh em, skin ngẫu nhiên thôi. Skin ngẫu nhiên thôi. Lắc tập đạo nguyên tố là hơi bị đắt đấy, skin đắt chất luôn. Úp con khác đi, úp con bên hoài. Là úp theo cờ anh em ạ. Úp theo cờ. Chắc là mình sẽ cho này cho nó thêm một hệ cung thủ. Ok, tạm vậy đi. Tạm vậy đấy nha anh em. Garen của mình khó lên 3 đấy ta, khó lên 2. Tôi giận này Garen.
Tao đang khó lên 2 đã. Hay là ông nào cũng thích chơi Garen rồi. Ok. Vậy đã. Mình cho thanh niên này cục máu không ta? Xem nào. Mình mỗi đoàn đánh cứ cục máu là gì? Cục máu là gì ta? Cục búa đỏ là gì ta? Đâu rồi? Đòn đánh gây thiêu đối thủ gây sát thương bằng 2,5% máu. Cuối cùng hồi phục. Hay là game này mình không chơi thằng Garen nữa ta? Garen này là có hai hệ của mình đang chơi. Vừa có hệ Noble và vừa có hệ Knight nữa. Ba Kha'Zix cơ. Đang dụ mình hả anh em? Đang dụ mình lấy Kha'Zix à? Nhưng mình không chơi Kha'Zix. Mình là không chơi Kha'Zix anh em ạ. Gna, Gna mình cũng không chơi. Chơi những cái gì mà chúng ta lấy thôi. Chút nữa có King Red thì mình sẽ thay King Red bằng thằng Virus. Rồng này. Làm một cái khó rồi. Hai rồng kìa. Cho mình hai rồng. Có đến chơi hai con rồng này không đây? Hai rồng nếu phải gặp tem bạn nó nhiều phép phép lắm anh em. Nếu mà tem nào tem bạn nhiều phép thì chúng ta mới chơi rồng được. Đồ ra ven kìa. Không mà lấy đồ ven luôn. Con rồng nếu mà ta phải gặp tem nó nhiều phép cơ thì với hệ của nó anh em, hệ hai con rồng ấy thì nó sẽ tăng được kháng phép cho hệ rồng.
Vậy đã. Không chơi hệ rồng nhé. Thế ơi, anh em thích chơi hệ rồng, game sau mình sẽ chơi hệ rồng cho anh em xem. Game sau mình chơi hệ rồng cho anh em xem. Trời ơi, tìm một thằng Garen 1 nữa. Có như màu kim đấy bể. Chịu, không tìm thêm một thằng Garen nữa. Thằng Garen của mình có một sao à? Fiora. Fiora của mình bây giờ phải có Fiora 2 thì mình mới thay thằng Lucian chứ. Ờ, xong mình chết rồi. Ông kia ông biết gì mà Blitz và Kennen. Anh em cứ gọi là bán bậy thì chết tôi đấy. Nhưng phải bình tĩnh. The dark should fear me. Anh em cứ thấy tướng đẹp là anh em thích. Còn không hiểu cái vấn đề mà tại sao mà nó ấy hơn. Sao mà chúng ta cần con Blitz? Mà phải cần thêm một hệ Blade Master nữa. Giáo đi. À, để tiền vậy đi. Bỏ Garen đi, ông giữ lâu quá rồi. Chắc phải vậy thôi anh em ạ. Thằng Garen này nó không lên được Garen 2 cho nên nó rất là yếu. Ở pha này thua hơi nặng đấy. Bắn hơi đau đấy. Bỏ Garen bây giờ thay con gì đây? Lên được Fiora 3 rồi này. À bên ấy rồi này. Lại là Darius. Các bạn là thằng Garen này nó đang có hai hệ mà mình đang chơi anh em hiểu không? Hệ Noble và hệ Knight. Cho nên nếu mà bỏ đi thì mình sẽ mất cái hệ ấy. Lucian à? Chết là không chơi Lucian nữa.
Cho tạm thanh niên đi vào. Vậy đi. Trời nổ đau ấy. Trời ơi, cái trưởng đau kinh. Tên này nó khó vượt qua rồi. Có Fiora. Có chơi Fiora không ta? À con này có một đồ luôn này, ngon rồi này. Con này còn sẵn một đồ luôn nha anh em. Con này này, nó có sẵn một đồ luôn. Nó có sẵn một đồ rồi. Cho nên mình lấy một đồ của nó luôn. Bùa đỏ ngon hơn. Bùa đỏ ngon hơn. Bùa đỏ là ngon nhất trong những cái này rồi. Bán bùa đỏ đi. Không biết được tay bùa đỏ bằng con nào đây. Cho bùa đỏ con Vên nhé. Thì nãy mình thua này, bây giờ thắng lại nó này. King Red Diamond, trời ơi. Khó quá ta. Này, ví dụ anh em bỏ Garen này đi nhá, sẽ mất hai hệ luôn. Mất hai hệ. Một là hệ Noble, hai là hệ Knight. Cho nên chúng ta phải chơi. Phải chơi. Tôi đã bên 2 sao. Đã rớt 3 sao. Chưa kịp lên luôn. Gà bên 2 sao luôn nè. Tung hơi nhiều đấy. Anh em phải tính toán chứ. Anh em phải có căn cứ gì thì chúng ta mới thì mình mới chơi thằng Garen này lại. Đấy bây giờ mình mặn rồi nè. Giờ mình xúc sắc mình tìm thằng Virus 2 sao nữa là ổn. Virus thằng Aatrox nữa. Garen bây giờ mới ra nhiều này. Để vậy đi. 20 đồng này anh em biết tại sao mình để 20 đồng lại không? Thì mỗi sau mỗi turn, sau mỗi turn thì chúng ta sẽ có được thêm 2 đồng. Giờ cái mình cần đấy, bây giờ là úp đồ cho thằng Draven. Bùa đỏ cho mày luôn. Mình đã cố gắng chờ đợi thằng Garen rất là lâu rồi, bây giờ nó mới ra. Mình kệ cho thanh niên này ấy một chút. Cho thanh niên nó gồng quy anh em. Không ra. Không ra thằng nào cả.
Quỷ thư làm gì đây? Quỷ xem quỷ thư được cái gì? Virus, bây giờ mình cần virus, một con virus đã là ổn mà. Và còn khó ra quá anh em ạ. Đây là vài đốt 2 đây rồi. Mãi mình ra. Giờ mình tìm thằng Aatrox nữa là đẹp đẹp luôn này. Đây Aatrox đây. Vừa nói thằng Aatrox. Giờ mình sẽ cho thanh niên này. Chứ đỡ mà có được cái kế BF thì không biết là cứ cho thanh niên này cái này luôn ta. Tem của mình không có phép nhiều lắm, tôi cho luôn thanh niên này đi nhỉ. Cho luôn đi. Úp lên một đồ. Rồi bây giờ mình lên được Kira 3 sao rồi. Tăng khá trâu một chút rồi đấy. Trời nó chặn kìa. Không lại thanh niên này, thanh niên đội hình trâu vậy. Xếp lại. Bây giờ mình xếp lại một chút. Không có Aatrox. Vấn đề ở đây là không có Aatrox. Lấy gì đây? Chắc là đi, lấy Garen luôn đi. Lấy Garen, lấy kiếm ép dành cho con Draven. Cho nó mạnh anh em ạ. Hoặc là bây giờ mình có thêm một Garen nữa thì sẽ lên được Garen 3. Aatrox đây rồi, Aatrox 2 rồi. Từ xếp lại đội hình cái. Trời ơi, chị hình tào lao bắt nháo rồi. Chứ cái chỉnh luôn. Đây rồi, Garen 3 rồi nha anh em. Rồi, khá ba châu rồi. Từ từ. Mình xét đội hình khi nào một cái bạn nó có sát thủ á, nó không giết được mình, nó không bắt được những thằng AD của mình. Đấy, cái thằng sát thủ này. Nghe nào. Cho một thằng đập nó.
Tưởng nó chạy đi mất rồi. Rồi vẫn win, vẫn win. Chắc phải xếp tụi mình tản ra đúng không anh em? Vậy thua như hồi nãy nữa. Kiếm này không biết là cái gì đây. Nên cho thằng Draven hay thằng Darius đây. Kiếm xanh. Khả năng thu nhỏ một cấp. Khả năng thu nhỏ một cấp. Có nên không anh em? Có nên cho thằng Draven này không ta? Cho đỡ ve luôn à? Ok, theo anh em vậy. Này thì nhiều phép. Hay lấy Blitz không? Blitz cấp 8 xài. Bỏ Blitz đi. Brand này. Brand là chúng ta thêm một hệ Diamond. Vậy là có thể mình sẽ lấy thêm một cái thằng nào mà hệ ấy anh em. Hệ Sen. Hệ Ninja. Có lại thể thằng này. Thêm là một cái hệ ninja đấy anh em. Hệ ninja là hệ gì? Ninja tăng 50% sát thương khi có một khán giả trong đội hình. Hoặc là tìm ra xua lấy thì cũng ngon hơn đấy. Ra xua lấy con hơn thật. Đây. Blend Master phải 4 Blend Master mới được. Không ra. Được quá. Quả này top 1 rồi anh em ạ. Có thể rồi. Một hit nữa, một cuộn, một run nữa. Đấy là con gì thì lại lấy ra xua, lấy ra xua. Lấy ra xua là win 100%. Lấy ra xua là win 100%. Mẹ, to này. À. Tại vì nó cũng win, cũng thua à.
thua rồi anh em. Không ăn được mình đâu. Cho cá thớt đi đẻ luôn. Thua à? Không ăn được mình, cho ăn được mình. Ok, win. Top 1. Top 1 anh em ạ. Top 1 nha. Chuẩn bài chưa? Chuẩn bài chưa? Đề nghị anh em gọi là kéo xuống ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Để xem hiện tại đang có bao nhiêu anh em đang xem đây. 1.700 anh em đang xem. Mỗi anh em kéo xuống ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Đấy anh em, nếu mà mình bán thằng Garen đi thì có thể là mình sẽ thua cái pha đấy rồi. Anh em hãy xui tôi bán thằng Garen đi. Đây là cái lý do mà mình để lại thằng Garen về lay game. Nó sẽ lên được 3 sao. Nó sẽ tăng cho anh em một cái lượng tăng rất là trâu. Mà thằng Garen này nó đang hệ Noble với cả hệ Knight, sẽ kết hợp với cả thằng Darius này là sẽ tăng thêm cái chống chịu cho chúng ta. Ok. Đây, mình sẽ phân tích cái đội hình mà mình đang chơi cho anh em xem nhá. Phân tích đội hình của mình cho anh em xem. Đây. Hiện tại là mình đang chơi những cái hệ này. Hệ đế chế là 1. Đế chế là có gồm có Draven với cả Darius sẽ có tăng sức mạnh công kích và tăng sức mạnh phép thuật cho một đồng minh đế chế ngẫu nhiên. Là nó sẽ tăng sức mạnh công kích và tăng sức mạnh công kích cho một đế chế ngẫu nhiên, là một là tăng cho Draven, hai là cho Darius. Đấy, một hệ mình chơi này. Hệ thứ hai, hệ quý tộc. Mình đang có được 3 hệ quý tộc ngẫu nhiên cho một đồng minh giáp và khả năng hồi phục mỗi đòn đánh, là gồm có Garen, Fiora và Vayne. Đây, đội hình của mình đây. Garen, Fiora và Vayne. Nó sẽ có được cái đội hình quý tộc. Đội hình quý tộc chưa? Đấy, thêm một cái đội, một cái hệ nữa. Đội hình quỷ gồm có là Virus với cả Aatrox. Đòn đánh thì lại đốt năng lượng thì chúng ta sẽ có được cái thiêu đốt mana của nó.